chúng ta tháo khóa chốt ra và bấm cò máy. Máy thì chạy rất là mạnh, công suất. Xin chào các bạn quay trở lại với kênh video của chúng tôi. Hôm nay thì tôi xin giới thiệu cho các bạn chiếc máy cắt kim loại Husqvarna HCD3551. Chiếc máy này thì chuyên dụng dùng để cắt kim loại như là sắt, thép, inox. Và đây là thùng máy. Trên thùng máy thì có thông số kỹ thuật của máy. Máy thì sử dụng điện dân dụng 220V 50Hz. Công suất của máy là 2500W. Tốc độ vòng tua là 3800 vòng trên phút. Và máy thì sử dụng đá cắt là 355mm. Đây là chiếc máy của chúng ta. Máy được thiết kế với hai màu đen và xanh, rất là nhìn rất là chắc chắn. Đây là khi chúng ta mở lên, đây là phần motor của máy. Đây là hai chỗ để lắp than chổi. Đây là tay cầm. Cò bấm công tắc máy rất là nhạy. Và đây thì có khóa cò. Chúng ta khóa thì máy sẽ chạy liên tục. Khi nào tắt thì chúng ta chỉ cần bấm vào thả ra là máy sẽ tắt. Đây là cái khóa. Khi chúng ta không sử dụng nữa thì chúng ta sẽ khóa này lại. Máy sẽ ở vị trí như thế này. Chúng ta có thể cất vào thùng hoặc là bảo quản. Đây là eto kẹp của máy. Đây là eto kẹp nhanh. Các bạn có thể di chuyển rất là dễ dàng khi kẹp vật liệu cắt. Phía đằng sau này thì chúng ta có, đây là ốp bảo vệ. Phần này thì chúng ta có ốp bảo vệ mà chúng ta có thể tháo ra được để dùng để thay đá cắt. Khi chúng ta thay đá cắt thì chúng ta khóa, dùng khóa trục này chúng ta khóa lại và chúng ta thay cái đá. Khi nào nó vào khớp thì các bạn sẽ thay được đá. Đây, nó sẽ chắc như thế này. Và chúng ta dùng khóa mở này, chúng ta mở ra dùng và thay đá cắt. Đây là dây điện của máy. Dây điện của máy thì dài 2m. Đây là toàn bộ. Phía trên này thì có tấm chắn của bụi và ba vớ. Bây giờ thì tôi sẽ cắm điện để thử chiếc máy này. Chúng ta tháo khóa chốt ra và bấm cò máy. Rất là mạnh, công suất lên đến 2500W. Đi kèm theo máy thì chúng ta sẽ có một khóa mở lưỡi cắt và một cặp chổi than đi kèm. Chúng ta có thể thay thế khi chổi than hết. Và đây là chiếc máy của chúng ta. Như vậy là tôi đã giới thiệu cho các bạn chiếc máy cắt kim loại của Husqvarna HCD3551. Nếu các bạn quan tâm và muốn mua sản phẩm này, hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới video hoặc đến xem máy trực tiếp tại cửa hàng 354 Bình Long, phường Phú Tô Hòa, quận Tân Phú. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.